sân hoàng pháp tràn đầy, người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao vây. Hôm nay tu một ngày, chùa hoàng pháp vang đầy, lời nguyện cầu tha thiết nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ phong ba, chùa hoàng pháp uy nga, một ngày chư phiền não, Nam Mô A Di Đà. Thoát nghiệp dày mở vòng tay nhân ái thiên bạn xin từ đây hôm nay tu một ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hội chúng, hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2010, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21 được tổ chức tại chùa Hoàng Pháp nhân tu niệm Phật một ngày. Chứng minh và tham dự trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, cũng là người sáng lập nên chương trình này. Đại đức Thích Tâm Từ, chư tăng chùa Hoàng Pháp sẽ là vị giải đáp những thắc mắc của quý vị ngày hôm nay, xin được giới thiệu. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ đã có mặt ở các giảng đường tại chùa Hoàng Pháp. Xin những tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, xuyên suốt 20 kỳ Ánh Sáng Phật Pháp diễn ra thì quý vị cũng đã biết lợi ích và sự thiết thực của chương trình này. Và bây giờ để không mất thời gian, chúng con xin được trực tiếp đi vào câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, trong nhà con hơn năm nay thường mở băng cassette tụng kinh của quý thầy như kinh Di Đà, Phổ Môn, Vu Lan, vân vân. Gần đây có anh bạn kể với con, trên đường đến sở làm, anh thường mở băng kinh Di Đà trên xe để nghe. Khi đến sở làm, anh tắt máy vào làm việc. Khi làm anh thường làm hư hỏng đồ đạc. Lý do là các vong không được tiếp tục nghe kinh nên phá anh. Nghe xong con rất hoang mang, lo sợ, không biết sự việc đó đúng không? Còn có nên tiếp tục nghe kinh trong nhà nữa không? Kính thưa quý vị, với câu hỏi này thì chắc hẳn đại chúng sẽ mỗi người mỗi ý có những cách trả lời và suy nghĩ khác nhau. Và hôm nay mời đại chúng cùng lắng lòng nghe Đại đức Thích Tâm Từ sẽ chia sẻ về vấn đề này bằng những tràng pháo tay cung thịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là kỳ Ánh Sáng Phật Pháp lần thứ 21. Chúng con được trên sư phụ cũng như toàn thể quý thầy cho phép được lên đây nói chuyện với toàn thể quý vị Phật tử ngày hôm nay. Lời đầu tiên, chúng con nguyện cầu Hồng Băng Tâm Bảo gia hộ cho sư phụ, quý thầy được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử ngày hôm nay có thật nhiều sức khỏe, an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là chúng ta sử dụng cây nhà lá vườn bởi vì chúng tôi có một cái nhân duyên rất lớn được làm đệ tử của thầy trụ trì ở đây. Cha mẹ sinh chúng tôi ra, cái người nuôi lớn và dạy dỗ chúng tôi thành người được như ngày hôm nay đó là thầy của chúng tôi. Cho nên tất cả những điều mà chúng tôi được như hôm nay, từ cái kiến thức, từ cái học hỏi ở Phật Pháp và từ cái lối sống đạo đức, đều được sư phụ của chúng tôi
chỉ dạy Bảo Ban một cách rất là cẩn trọng. Chính vì vậy ngày hôm nay được lên đây, mọi thành quả này, mọi công đức này chúng tôi đều nhờ trên sư phụ cũng như tăng chúng ở chùa Hoằng Pháp trợ duyên và giúp đỡ cho chúng tôi trong quá trình tu học ở đây. Và tất cả công đức này chúng con xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì kính thưa quý vị, nói như vậy không có nghĩa rằng là tất cả những cái học, cái biết của chúng tôi là hoàn toàn ở thầy. Có học ở trường thì cái kiến thức nó bổ sung qua lại. Chính vì vậy trong lúc trả lời những câu hỏi mà quý vị chưa có thỏa mãn cho quý vị đó, quý vị cảm thấy nó chưa hài lòng hoặc là có những cái gì đó nó chưa đúng, thì quý vị có thể hỏi thầy trụ trì chúng tôi. Thầy ngồi kế bên đây. Thì đối với câu hỏi này, phải nói rằng ngày hôm nay cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nó ứng dụng vào đời sống của con người rất là lớn. Và những cái tiến bộ đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của con người từ vật chất đến tinh thần, trong đó có nhu cầu phục vụ tâm linh. Thì quý vị biết ngày xưa, đơn cử như chúng tôi lấy ví dụ là đi bộ, càng ngày đi xe, xe đạp, xe máy, xe hơi, tàu lửa, sau đó là đến máy bay, thì càng ngày cái tiến bộ khoa học nó phục vụ cho nhu cầu của con người. Và chẳng hạn như quý vị ngồi ở đây, nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy được cái hình ảnh hoặc là những cái thước phim hoặc là những cái tin tức ở khắp miền trên thế giới qua TV, hoặc là quý vị có thể nói chuyện với một người cách chúng ta hàng trăm ngàn dặm. Thì ngày xưa cái việc này quả thực là rất là khó. Và quý vị ngồi ở đây, quý vị có thể tìm hiểu tin tức hoặc là tất cả mọi thứ trên thế giới qua mạng Internet. Thì nói ra như vậy để chúng tôi dẫn chứng cho quý vị thấy rằng là cái ứng dụng của khoa học vào trong cuộc sống nó nói chung và nó phục vụ cho mục đích nhu cầu tâm linh của chúng ta nói riêng là rất là có lợi. Ở câu hỏi này đó thì quý vị này đã biết tận dụng những cái tiến bộ của học để đưa vào trong cái đời sống của mình, và mục đích của nó là phục vụ cho cái nhu cầu thăng tiến tâm linh. Trước hết chúng tôi rất là tán thán cái việc làm của những quý vị Phật tử này, vì ở nhà thời gian rảnh rỗi cũng biết mở kinh, băng đĩa, băng giảng hoặc là những lời Phật dạy để nghe, để mình thuần hóa thân tâm mình. Đó là một cái điều chúng tôi rất là tán thán công đức. Và nếu quý vị nào có điều kiện, có khả năng và có thời gian thì chúng ta nên làm và tiếp tục làm. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đó, thì trong câu hỏi này có một anh này, khi mà anh đi đến trên sở làm thì trong lúc đi anh mở băng đĩa, băng giảng hoặc là kinh để nghe, thì khi đến sở làm anh tắt máy vào làm. Thì trong lúc làm việc thì thường là bị hư hỏng đồ đạc, thì anh lại nghĩ rằng là do các vong linh không được nghe cho nên mới phá anh, cho nên công việc nó không được thuận tiện tốt lắm. Thì chúng tôi hỏi quý vị, ở trong đây quý vị ở nhà quý vị có mở băng kinh đĩa nghe không ạ? Quý vị có mở băng giảng nghe không? Quý vị có bị phá không? Có không ạ? Cho nên khi mà đặt ra câu hỏi này thì chúng ta phải nhìn lại. Bây giờ chúng tôi sẽ nói quý vị được hiểu hơn ha. Người á, lúc sống thì có người theo đạo này, theo đạo khác đúng không? Có người thích cái này, thích cái khác. Thì trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là cái vong linh này đó, nó sẽ thích nghe kinh. Ví dụ như là nó sẽ phá anh này, thì nó nghe kinh, nghe băng giảng, thì nó sẽ phá anh này nếu mà anh này không tiếp tục mở. Thì còn đặt trường hợp là những cái người mà không thích nghe kinh mà thích nghe nhạc thì sao? Quý vị nghĩ như thế nào? Hoặc là những người không thích nghe nhạc mà người ta thích nghe một cái lời, một câu chuyện hoặc là nghe đọc những tin tức thì sao? Thì nếu mà những người đó mở nhạc rồi tắt nhạc đi, rồi đọc tin tức không đọc nữa, hoặc là mở mạng Internet, có những con ma nó thích Internet thì sao? Đúng không? Mình phải đặt cái trường hợp, nhiều cái trường hợp như vậy thì mình mới thấy được. Thì giả dụ như nếu mà người đó mở băng nhạc tắt đi thì những con ma đó chắc chắn nó sẽ phá người đó, đúng không? Những cái vong linh đó chắc chắn nó sẽ phá những người nghe nhạc đó hoặc là những người đọc tin tức đó. Mà biết bao nhiêu hiện nay tầng lớp trẻ, người già cũng có, thanh niên cũng có, bà già cũng có,
tất cả quý vị ở đây, ngay cả chúng tôi cũng có nghe nhạc. Vậy thì tất cả quý vị ở đây đều bị phá hết. Điều đó đúng không? Mà quý vị có xác nhận là quý vị không bị phá, ai nghe nhạc bị phá đâu, có không? Không đúng không ạ? Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây đó, nếu mà cái vong linh này nó nghe kinh, nó phá, thì những cái vong linh mà thích nghe nhạc, thích nghe tin tức, hoặc là thích nghe những câu chuyện du dương, thì nó cũng phá tất cả những người đó. Và đặc giả dù như nếu chỉ phá nghe kinh không thôi, thì cái người đầu tiên á mà bị phá nhiều nhất, quý vị biết là ai không? Ai? Vì sao ạ? Bởi vì á, quý thầy á, ngày nào cũng tụng kinh hết, sáng 3:30, trưa 10:15 cũng ngọ, chiều 6:00 tụng kinh, tối tịnh tòa. Thì đặt trường hợp như vậy là quý thầy là người bị phá nhiều nhất, đúng không? À, còn quý vị thì nếu thời gian rảnh quý vị mới mở băng kinh nghe, hoặc là một ngày thì một thời hoặc hai thời, thì quý thầy là cái người mà bị phá nhiều nhất, đúng không ạ? Đó, thì quý vị tự suy nghĩ xem như thế nào. À, còn nữa, nếu mà vong linh này nghe kinh được, đó là những lời Phật dạy, thì nghe băng giảng cũng là những lời Phật dạy, thì như thế nào? Nó có phá hay không? Mà hiện nay như chúng tôi thấy là tất cả những quý vị Phật tử ở đây, ở nhà đều có băng đĩa kinh giảng của quý thầy, đúng không? Thì quý vị nghe băng giảng nó có phá không? Không phá. Mà nếu mà có ai phá đó, thì quý vị cứ lên nói với thầy. Bởi vì quý thầy là người giảng pháp, đúng không? Quý thầy là người giảng pháp. Nếu mà nó nghe được, vong linh nghe được, thì cái người bị phá đầu tiên là quý thầy luôn, đúng không ạ? Khi cái thầy thuyết xong, quý thầy giảng xong, quý thầy không nói nữa, nó cũng phá quý thầy, đúng không ạ? À, bởi vậy chúng tôi sợ lắm, sợ bị phá lắm quý vị. Và băng đĩa, những cái băng đĩa mà hôm nay quý vị ngồi đây nè, đều quay lại, thì đó là cái gì? Đó là cái nguyên nhân để cho quý vị bị phá, đúng không ạ? Bởi vì quý thầy có quay phim, có làm đĩa, rồi có phát hành hoặc là ấn tống, thì quý vị mới đem về nghe. Mà nghe thì quý vị bị phá, nguyên nhân chính cũng là do quý thầy. Tất cả đều do từ quý thầy giảng pháp, thâu băng, thâu đĩa, kinh sách, rồi đưa quý vị nghe, quý vị bị phá. Thì đó nó có đúng không ạ? Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị suy nghĩ, tất cả quý vị Phật tử ở đây, quý vị suy nghĩ cái điều đó nó có đúng hay không? Và cái vị này mới nghe anh này nói là anh bị thôi, còn cái vị đó chưa có bị, thì không biết rằng là cái vị đó là nhát gan đến như vậy sao? Mà mình chưa bị, mà mình chưa thấy, mà mình mới nghe thôi, mà mình chưa biết thực hư như thế nào. Cho nên một người Phật tử khi đã có lòng tin thì chúng ta phải phát tâm dũng mãnh, và phải có cái lập trường của mình, phải tin vào nhân quả. Quý vị đừng có nghe cái lời như vậy mà quý vị bỏ đi cái việc tụng kinh hoặc là nghe kinh. Bởi vì cái việc nghe kinh á, nó có lợi ích cho người sống cũng như là cho người chết. Và khi quý vị tụng kinh thì quý vị có thể áp dụng được những cái lời Phật dạy vào trong cái đời sống của gia đình mình. Nó thuần hóa bản tâm, giúp cho gia đình có hạnh phúc, và những cái lời chư Phật dạy đó có thể giải quyết được những cái nỗi khổ niềm đau trong đời sống của quý vị. Thì dài gì quý vị không tụng, dài gì quý vị không nghe kinh, đúng không quý vị? Mà quý vị có bị sờ bị phá không ạ? Ai sờ bị phá? Có ai không? Vâng, chính quý vị là người trả lời, chứ không phải là quý thầy trả lời. Bởi vì quý thầy lấy thực tế từ quý vị. Tất cả chúng ta ở đây, chúng tôi không phủ nhận là sự hiện diện của các vong linh. Bởi vì như Đức Phật nói, xung quanh chúng ta đây vẫn có những cái người không hình, không dạng, nó vẫn hiện hữu ở đây. Nhưng mà chúng ta nên nghĩ rằng, chúng ta nên biết rằng, một cái nhân tốt thì không bao giờ đưa đến cái quả xấu cả. Mà một cái nhân tốt nó sẽ đưa đến một cái kết quả tốt đẹp, an lành, hạnh phúc. Thì cái việc này cũng như vậy. Anh này anh nghe kinh, hoặc là cái vị gia đình trong Phật tử này, cái vị này nghe kinh, thì chắc chắn rằng chúng tôi nghĩ là cái nhân này là nhân tốt, nhân này là nhân đưa đến quả an lành. Chính vì vậy, quý vị đừng nên sợ, và nên tiếp tục nghe,
Mà nếu quý vị nào có bị phá đó thì cứ đem cái băng đó lên cho quý thầy nghe coi làm sao, đúng không? Nếu mà quý vị nghe cái băng kinh Di Đà mà bị phá, hoặc là nghe cái băng giảng đó nó bị phá, thì mang lên cho quý thầy, quý thầy nghe thử coi nó có bị phá hay không. Nếu mà thực sự mà nó bị phá đó thì tất cả ai cũng phá hết, quý thầy cũng bị phá, nó không chừa một ai hết, đúng không quý vị? Đó, cho nên quý vị phải nhận thức rõ ràng như vậy. Đừng có sợ, mình là người Phật tử, mình là một người sống theo lời Phật dạy, mình phải hiểu rõ.